diện tích đa giác. Làm thế nào để tính được diện tích của một đa giác bất kỳ? Ta có thể chia đa giác thành các tam giác, hình 148A, hoặc tạo ra một tam giác nào đó có chứa đa giác, hình 148B. Do đó, việc tính diện tích của một đa giác bất kỳ thường được quy về việc tính diện tích các tam giác. Trong một số trường hợp, để việc tính toán thuận lợi, ta có thể chia đa giác thành nhiều tam giác vuông và hình thang vuông, hình 149. Ví dụ, thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích hình A, B, C, D, E, G, H, I trên hình 150. Giải. Ta chia hình A, B, C, D, E, G, H, I thành 3 hình. Hình thang vuông D, E, G, C, hình chữ nhật A, B, G, H và hình tam giác A, I, H. Muốn thế, phải vẽ thêm các đoạn thẳng C, G, A, H, hình 151. Để tính diện tích các hình trên, ta đo 6 đoạn thẳng C, D, D, E, C, G, A, B, A, H và các đường cao I, K của tam giác A, I, H. Kết quả như sau. CD bằng 2 cm, DE bằng 3 cm, CG bằng 5 cm, AB bằng 3 cm, AH bằng 7 cm, IK bằng 3 cm. Ta có diện tích của DEGC bằng 3 + 5 tất cả chia 2 và tất cả nhân 2 bằng 8 cm². Diện tích của ABGH bằng 3 × 7 bằng 21 cm². Diện tích của AIH bằng 1/2 × 3 × 7 bằng 10.5 cm². Vậy diện tích của ABCDEGHI bằng diện tích của DEGC cộng diện tích của ABGH cộng diện tích của AIH bằng 39.5 cm². Bài tập 37. Thực hiện các phép đo cần thiết, chính xác đến mm, để tính diện tích hình ABCDE, hình 152. Bài tập 38. Một con đường cắt một đám đất hình chữ nhật với các dữ kiện được cho trên hình 153. Hãy tính diện tích phần con đường EBGF cho EF song song với BG và diện tích phần còn lại của đám đất. Bài tập 39. Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích một đám đất có dạng như hình 154, trong đó AB song song với CE và được vẽ với tỷ lệ 1/5000. Bài tập 40. Tính diện tích thực của một hồ nước có sơ đồ là phần gạch sọc trên hình 155. Cạnh của mỗi ô vuông là 1 cm, tỷ lệ 1/10000. Hình 155 các em nhờ giáo viên hướng dẫn.